Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết một nhóm nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden nên rút lui khỏi chiến dịch tranh cử năm 2024. Cụ thể, trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, bốn nghị sĩ Jerry Nadler, Mark Takano, Joe Moran và Adam Smith đều lên tiếng ủng hộ thay đổi ứng viên tổng thống của đảng này. Các nghị sĩ này đều là những thành viên cấp cao trong các ủy ban quan trọng tại Hạ viện, gồm Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Hành chính, Ủy ban các vấn đề cựu binh và Ủy ban Quân vụ. Cuộc họp được tổ chức trước khi các nhà lập pháp quay trở lại Washington trong tuần này, chứa đựng mối quan ngại sâu sắc về tương lai của Đảng Dân Chủ. Về phần mình, ông Hakeem Jeffries không đưa ra quan điểm về việc liệu Tổng thống Biden có nên tiếp tục tái tranh cử hay không. Một trong những mối lo ngại mà nhóm nghị sĩ đưa ra trong cuộc họp kéo dài gần 2 giờ là Đảng Dân Chủ sẽ mất cơ hội chiếm đa số tại Hạ viện nếu ông Biden là ứng cử viên. Cuộc họp khá gay gắt, một trợ lý cấp cao của Đảng Dân Chủ nói với CNN. Trước đó, năm hạ nghị sĩ là Lloyd Doggett, Seth Moulton, Raul Grijalva, Angie Crack và Mike Quigley đã công khai kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống. Tuy vậy, vẫn có một số nghị sĩ Dân Chủ như Maxine Waters và Bobby Scott đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Biden. Sau màn thể hiện được cho là thiếu thuyết phục của Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận với người tiền nhiệm Donald Trump hồi tuần trước, ngày càng có nhiều nghị sĩ Dân Chủ kêu gọi ông Biden rời bỏ cuộc đua. Không chỉ Hạ viện mà ngay cả ở Thượng viện, một số nghị sĩ được cho là đang thảo luận về tương lai phía trước của ông Biden. Về phần mình, Tổng thống Biden đang nỗ lực xoa dịu các mối lo ngại và khẳng định ông vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Hiện Tổng thống Biden đang tiến hành vận động tranh cử ở bang chiến dịch Pennsylvania. Ông Biden không hề đề cập đến sức khỏe và thể lực khi phát biểu trước một giáo đoàn ở nhà thờ ở Philadelphia ngày 7 tháng 7. Chúng ta phải đoàn kết nước Mỹ một lần nữa, đó là mục tiêu của tôi, là những gì chúng tôi sẽ làm. Sau đó, ông Biden bất ngờ dừng chân tại một văn phòng tranh cử ở địa phương, động thái báo hiệu các sự kiện ngoài dự kiến, không lên kế hoạch trước như các đồng minh khuyến khích ông thực hiện. Điểm dừng chân thứ ba của Tổng thống là Harrisburg, nơi ông khoe đã nhận được sự hậu thuẫn của các quan chức Dân Chủ là Thượng nghị sĩ John Fetterman, Hạ nghị sĩ Madeleine Dean và Phó thống đốc bang Pennsylvania Austin David. Trong khi đó, theo Washington Post, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mark Warner cũng được cho là đang nỗ lực tổ chức cuộc họp giữa Tổng thống và các thượng nghị sĩ trong đảng để yêu cầu ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Một diễn biến bất lợi khác đối với nỗ lực tái tranh cử của ông Biden đó là một số nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ đã tuyên bố ngừng rót tiền quyên góp cho đảng này và âm thầm lựa chọn ứng viên thay thế ông Biden. Abigail Disney, người thừa kế của gia tộc Disney và nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ ngừng quyên góp tiền trừ khi ông Biden rút lui. Tỷ phú đầu tư tiền điện tử Mike Novogratz đang dẫn đầu nỗ lực thành lập quỹ có tên Next Generation PAC để gây quỹ khoảng 100 triệu đô la Mỹ, cũng ủng hộ ứng cử viên thay thế ông Biden. Trong khi đó, người đồng sáng lập Netflix, Reed Hastings, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Dân Chủ cho biết, Tổng thống cần rút lui để cho phép lãnh đạo Dân Chủ đánh bại ông Trump. Còn theo Ari Emanuel, đại diện quyền lực hàng đầu của Hollywood kiêm nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ, cách duy nhất để ông Biden chấp nhận dừng nỗ lực tranh cử là cắt nguồn viện trợ. Ở hậu trường, một số nhà tài trợ hàng đầu của Đảng Dân Chủ đã âm thầm tìm kiếm các ứng cử viên thay thế nếu ông Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong đó, nổi lên hai ứng cử viên tin cậy là Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc California Gavin Newsom. Kamala Harris cũng nằm trong số những ứng viên mà các nhà tài trợ cho rằng có thể thay thế ông Biden. Một số nguồn tin thân cận cho biết các nhà tài trợ đã chuẩn bị gây quỹ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho ứng viên mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố ông chính là người đã ngăn chặn ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC, ông Biden mô tả việc ủng hộ Ukraine và đoàn kết hơn 50 đồng minh để hỗ trợ Ukraine
là một trong những thành tựu chính trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông đang trong tình trạng tốt và có thể đánh bại Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu ông có đồng ý trải qua một bài kiểm tra y tế độc lập, bao gồm các xét nghiệm thần kinh và nhận thức hay không, ông Biden trả lời rằng ông phải trải qua một cuộc kiểm tra nhận thức mỗi ngày. Tổng thống Biden chia sẻ, bạn biết đấy, tôi không chỉ vận động tranh cử, nghe điều đó có vẻ không hay, nhưng chúng ta là siêu cường quốc số 1 thế giới. Chúng ta đã thành lập và vạch ra tương lai của NATO. Tôi là người đã ngăn chặn Putin. Tổng thống Biden cũng tuyên bố rằng ông sẽ không rút khỏi cuộc bầu cử, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy sau cuộc tranh luận thảm họa. Ông cũng đã gọi màn trình diễn không thành công của mình trong cuộc tranh luận với ông Donald Trump là một tập phim tồi tệ. Cuộc thăm dò mới nhất của Wall Street Journal cho thấy lập luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông là ứng cử viên tốt nhất để đánh bại đối thủ Donald Trump có thể đang sụp đổ. Khi có bằng chứng cho thấy ông đã không hoàn thành được hai nhiệm vụ cơ bản trong chiến dịch tranh cử, củng cố sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ và tạo ra sự tương phản có lợi trước đối thủ. Có thể nói, thống nhất đảng là nhiệm vụ số 1 đối với bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, nhưng ông Biden đang dần mất đi sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ trong cuộc thăm dò mới nhất, được tiến hành sau cuộc tranh luận của ông với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kết quả cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Biden trong Đảng Dân Chủ hiện tại là 86%, thấp hơn tỷ lệ 93% trong cuộc thăm dò tương tự vào tháng 2 năm nay và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 93% số thành viên trong Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ ủng hộ ông Trump. Đó là những lý do khiến cho khoảng cách dẫn trước của ông Trump tăng lên 6 điểm phần trăm so với đương kim Tổng thống Biden trong cuộc khảo sát mới của Wall Street Journal. Với tỷ lệ 48% so với 42%, tăng so với mức dẫn trước 2 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trước đó vào tháng 2 năm nay. Đồng thời, cuộc thăm dò của tờ Wall Street cho thấy, đến nay Tổng thống Biden vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà hầu hết các nhà phân tích cho là rất quan trọng. Thuyết phục cử tri rằng cuộc bầu cử này không phải là cuộc trưng cầu dân ý về khả năng lãnh đạo của ông, mà là sự lựa chọn xem ông Trump có phải là mối nguy hiểm đối với nền dân chủ và nền kinh tế Mỹ hay không. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều nghị sĩ trong Đảng Dân Chủ hối thúc ông Biden rời khỏi cuộc đua. Nghị sĩ bang Texas Lloyd Doggett, thành viên Đảng Dân Chủ đầu tiên tại Quốc hội Mỹ, kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua năm 2024 vào đầu tuần này. Nói với kênh CNN hôm 5 tháng 7 rằng, nhu cầu ông Biden rút khỏi cuộc đua cấp bách vào thời điểm này so với khi tôi lần đầu tiên kêu gọi điều đó. Các nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Mike Quigley của bang Illinois và Seth Moulton của bang Massachusetts cũng kêu gọi ông Biden rút lui vào đầu tuần ngày 5 tháng 7. Trong khi đó, Thống đốc bang Massachusetts Laura Haley hối thúc Tổng thống Biden cẩn thận đánh giá liệu ông có còn là hy vọng tốt nhất của Đảng Dân Chủ để đánh bại ông Trump hay không. Theo tờ Washington Post, Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mark Warner của bang Virginia đang nỗ lực tập hợp một nhóm các Thượng nghị sĩ Dân Chủ khác để yêu cầu ông Biden rút khỏi cuộc đua bầu cử. Tuy nhiên, một số thành viên Dân Chủ khác đã bảo vệ Tổng thống Biden trước những chỉ trích sau màn tranh luận kém cỏi trước ông Trump vào tuần trước. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Fetterman của Đảng Pennsylvania tin rằng Tổng thống Biden là người phù hợp trong cuộc đua này, nhấn mạnh rằng Đảng Dân Chủ cần phải mạnh mẽ hơn và ủng hộ ông Biden. Một số thống đốc của Đảng Dân Chủ đã khẳng định cam kết chung là làm mọi thứ để đảm bảo ông Biden và Phó Tổng thống Harris có thể đánh bại đối thủ Donald Trump vào tháng 11 năm nay. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn dài 22 phút trên kênh ABC News ngày 5 tháng 7, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ chỉ từ chức nếu được Chúa chỉ thị. Trước đó, Tổng thống Biden đã nói với các phóng viên rằng ông đã từng đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trước đây và đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ vị Tổng thống nào. Vì vậy, ông hoàn toàn loại trừ việc rút khỏi cuộc tranh cử vào năm 2024. Tin vui đầu tuần được cựu Tổng thống Donald Trump tận dụng ngày cuối tuần. Ngày 5 tháng 7, ông đề nghị dừng điều tra vụ giấu tài liệu mật tại tư gia sau phán quyết hôm 1 tháng 7 của Tòa án tối cao về quyền miễn trừ cho Tổng thống. Phán quyết của tòa án không loại trừ khả năng giúp ông rũ mọi trọng tội. Tòa án tối cao Mỹ lần đầu tiên tuyên bố các tổng thống có quyền miễn bị truy tố các hành vi chính thức khi đương chức. Quyết định đã giáng đòn chí mạng vào vụ can thiệp bầu cử, vụ nặng ký nhất trong 4 vụ truy tố cựu Tổng thống Trump. Phán quyết khiến vụ án không được xét xử trước bầu cử tháng 11. Phán quyết hôm 6 tháng 9 của thẩm phán bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng của ông Trump.
Từ lâu ông khăng khăng rằng với tư cách tổng thống, ông phải được cấp quyền miễn trừ toàn bộ và toàn diện mọi hành vi đã cam kết khi còn đương nhiệm. Bất kỳ điều gì ít hơn, quyền lực và quyết đoán của Tổng thống Mỹ sẽ bị tước bỏ và biến mất mãi mãi. Ông tuyên bố trong bài đăng của mình trên nền tảng Truth Social của mình đầu năm nay. Phán quyết hôm thứ Hai mở rộng đáng kể quyền lực của Tổng thống. Theo New York Times, nó thực sự tạo ra một vùng pháp luật vô hiệu xung quanh Tổng thống, làm đảo lộn hiện trạng tồn tại kể từ khi Hoa Kỳ thành lập. Sonia Sotomayor, một trong ba vị thẩm phán phản đối, viết rằng Tổng thống bây giờ là vua đứng trên pháp luật. Liệu quyết định của tòa có thực sự tạo chế độ tổng thống đế quốc? Đây là bình luận của tờ The New Week của Anh. Một tổng thống giờ đây có thể vi phạm luật hình sự, miễn rằng ông hành động trong phạm vi thẩm quyền hiến pháp được xác định rộng rãi của mình. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder gọi phán quyết là vô lý và nguy hiểm, là một quái dị được thiết lập bởi tòa án. Dù được xem như là chiến thắng vô đối cho cựu tổng thống, quyết định của tòa án tối cao vẫn mơ hồ đáng kể trong diễn giải. Đấy là mơ hồ về phạm vi quyền miễn trừ của Trump với hành vi liên quan đến chức vụ của ông. Theo Politico, chẳng hạn một số hành vi có thể được miễn trừ nhưng tòa không giải quyết dứt điểm câu hỏi đó. Dù thế, phán quyết vẫn nhằm vào bảo vệ một và chỉ một nhân vật, Atlantic. Nhân vật ấy được The Hill, tờ báo trung dung, miêu tả thường là ứng viên hỗn xược và hung dữ. Đón tin phán quyết, ông phấn khởi, tự hào là người Mỹ. Nếu các vụ truy tố của ông bị trì hoãn quá tháng 11 và nếu tái đắc cử, ông ấy có thể đơn giản là ra lệnh Bộ Tư pháp hủy toàn bộ cáo buộc. Các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lo ngại việc ông Donald Trump trở lại nắm quyền sẽ gây tổn hại đến liên minh và làm tê liệt các nỗ lực chung. Theo Politico, ngày 7 tháng 7, một số nhân vật có liên hệ với NATO cho biết các quan chức của tổ chức này đang theo dõi sát sao diễn biến của bầu cử Tổng thống Mỹ. Họ đặc biệt lo ngại khi đương kim Tổng thống Joe Biden có thể thua trong chiến dịch tái tranh cử sắp tới, đồng thời tin rằng việc ông Donald Trump trở lại nắm quyền sẽ gây tổn hại tới liên minh và làm tê liệt những nỗ lực xung đột ở Ukraine. Một quan chức cho biết, tất cả chúng tôi đều muốn ông Biden có nhiệm kỳ thứ hai để tránh lại phải đối đầu với ông Trump, nhưng điều này không thực sự chắc chắn. Ngoài ra, các quan chức NATO đã bày tỏ quan ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông Biden. Trong cuộc tranh luận hồi tuần trước, Tổng thống Biden đã tỏ ra bối rối và thiếu mạch lạc trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, qua đó ngày càng củng cố thay vì bác bỏ những lo ngại hiện nay về tình hình sức khỏe của ông ở tuổi 81. Màn thể hiện thiếu sức sống của ông đã khiến cho một số chính trị gia Đảng Dân Chủ, các nhà tài trợ và người ủng hộ khác kêu gọi loại bỏ tư cách ứng viên Tổng thống của ông Biden. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!